Hello mọi người đã quay trở lại kênh Tết Màu Tèo Nát của mình nha. Ở clip này á, mình sẽ lên cho anh em một cái build đồ hoàn toàn mới luôn nha mọi người. Trang bị này, phù hiệu này, ngọc này, hoàn toàn mới nhưng mà trước đây mình chưa có lên bao giờ luôn anh em ơi. Có một bạn nhắn tin cho mình là anh ơi hãy test một cái build đồ như thế này đi, cho em xem thử có mạnh hay không nha. Rồi, thì có ở cái build đồ này thì có gì mới lạ mọi người. Mình sẽ đem theo phù hiệu ma chú này, cường công này, hấp huyết này. Còn ngọc á, thì mình sẽ đem ngọc tím là 10 viên hút máu luôn nha mọi người. Anh em thấy không? Tỷ lệ chí mạng này, số tự chí mạng này hoàn toàn là không có tóc bánh tóc chạy luôn nha. Rồi, trước khi vào video á thì anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ còn hơn 5 ngày nữa là nó reset rank rồi mọi người ơi. Anh em tranh thủ mình đánh lên cái rank mong muốn của mình nha. Qua mùa mới rồi á thì có một tin rất là buồn cho về vị tướng Teo Nát của mình luôn mọi người. Chiêu màu của Teo Nát của mình nó bị giảm sức mạnh anh em ơi. Giảm đam này, rồi giảm tốc đánh nữa nha. Đấy, đó là một cái điều mà khá là buồn cho mà một vị tướng xạ thủ AD mình đã theo đuổi trong thời gian qua nha mọi người. Nhưng mà cũng do hiện tại thì Teo Nát nó hiện tại là bá quá rồi mọi người. Tính ra thì các xạ thủ với nhau thì Teo Nát thì có lợi thế rất là nhiều luôn anh em ơi. Nên chắc chắn là bị gà đánh nó sẽ fix lại thôi mọi người. Nhưng mà không sao nha. Qua mùa mới rồi thì mình sẽ lên một cái build đồ hoàn toàn mới luôn để mình fix lại những cái lỗi mà gà đá nó fix lại của Teo Nát của mình nè mọi người. Này anh em cứ yên tâm nha. Hiện tại thì mở nó đang bị lát mọi người. Này mình sẽ núp vào sau trụ một tí nha anh em ơi. Đấy, cái FPS anh em thấy không, nó nhảy cực kỳ là cao luôn ấy, nó tuột này còn 43 này. Này nó cực kỳ là đơ luôn mọi người. Này mình sẽ tầm thời là mình sẽ đủ trụ một chút nha. Mình sẽ di chuyển qua cái chỗ cơ hứng mà có wifi mạnh mạnh một chút nha mọi người. Đấy, nên mình sẽ chạy hơi ngấu một chút, anh em cứ thông cảm nha. Anh em mình cứ đứng sau trụ thôi mọi người, chứ mà đang lát mà mình đang di chuyển nữa này cũng khó đánh nha mọi người, nên thôi mình lưu về sau trụ luôn nha anh em ơi. Hai bán này được kể là bên kia tên bận trận này thì có được ngũ không này, Florentino này, thằng này nó cấu rỉa mình rất là nhiều luôn ấy. Ui, lập ngủ không phía sau kia anh em, ui toàn rồi. Lát quá mình không lưu về kịp rồi anh em ơi. 34, 36 FPS mọi người, 43 này, cực kỳ là cay luôn nha. Đấy, tình huống vừa rồi thì mở mình bị lát anh em. Nhưng mà không sao, đầu game bị fix một mờ cũng không có gì hết mọi người. Ôi xin rồi, tiếp tục mình sẽ lên lại cái đường rồng của mình nha, để mình form nha anh em ơi. Cái build đồ này á, được có là nó hồi máu rất là nhiều luôn anh em. Nhưng mà bù lệ thì cái tốc đánh nóc chào của mình nó không có nha. Này anh em buộc là anh em phải đi khá là chậm luôn. Này anh em phải di chuyển là cực kỳ là chắc chắn vào, chứ không là bị tem bỏ bét lẻ mọi người. Đấy, nó cực kỳ ui lót kìa anh em thấy không. Lót quá anh em ơi. Tranh thủ mình form mọi người, để mình lên đủ full đồ mình bán cho anh em xem nha. Giới thiệu cái build đồ cho anh em mà không có lên full đồ á thì cũng hơi kỳ một chút. Nhưng mà tùy theo trận đấu nữa nha mọi người. Mình phải bắt buộc là phải chia nhau ra đi form này, chứ không có đánh nhau nha. Đánh nhau thì dễ quá rồi, tên bận thì chắc chắn là sẽ thua. Thì mình có lợi thế là mình sẽ win luôn trận đấu mọi người, nên cái build đồ mình không có lên kịp. Build đồ này á, được là mình không cần về tế đàn hồi máu luôn anh em ơi. Đấy, với cái tỷ lệ mà là 16% hồi máu thì cái lượng máu mình rất là nhiều luôn anh em ơi. Hồi cực kỳ là nhanh luôn nha. Mình lên thêm cây cung tà ma nữa. Đấy, cái lượng máu nó sẽ là tiếp tục tăng lên nữa anh em ơi. Cố gắng lên tinh thủ, chia nhau ra form nha. Đánh nhau đồ này. Mà con bát đi. Ui, cấu rỉa nè mọi người. Ui, mà con bát đó kìa. Thôi không được rồi. Pha này nó không bao giờ có lợi thế cho team mình hết các em. Team bận nấp hết chân trụ rồi. Nên thôi cứ chia nhau lui về form nha. Ui, ISO bán cực kỳ là đau luôn kìa. HP của mình bị dính hai quả mọi người. Này, hơn nửa kia máu luôn ấy. Cực kỳ là xanh luôn. Ui, Triệu Văn mở combat rồi, nhưng mà fan này mình lên không có kịp anh em ơi. Có chịu, ôi ngồi không biết sao này bán đỡ ngồi không này nha mọi người. Lụm ngồi không này, may quá. Không có ác được ngồi không anh em ơi. Nhưng mà tên mình bù lại là được Triệu Văn mình lên vào đơn số rồi, khá là tiếc luôn nha. Thế thằng này nó còn yếu máu nè anh em ơi, tranh thủ mình lên full nha. Mà không có tóc đánh mọi người, không có tóc đánh tóc chạy nên mình cũng không có dám lâu vào nha. Ôi về luôn anh em ơi. Sau khi mà
không có vô tranh nữa thì anh em cứ về form con quái nhỏ phía sau rừng này. Đấy, để cho nó hồi lại máu nha. Anh em thấy không? Với 10 viên hút ngọc tím hút máu thì cái lượng máu mình nó hồi rất là nhanh luôn anh em. Nhưng mà anh em nào mà có điện thoại VIP này hoặc là mạng nó cực kỳ là ngon lành là mới đánh nha. Chứ không là lắc lắc nhưng mình khó chơi lắm anh em ơi. Đổi cái trang bị, đổi cái bắn ngọc này á, thì anh em vô nó cực kỳ là đơ luôn nha. Như như mấy cái pha đầu game của mình á, đầu trận ấy, thì anh em thấy rồi đấy. Mạng lắp nó đánh không có được bao nhiêu đâu. Mà được cái là ngủ không nó lùm mình vừa kêu nó lại thôi con nha. Giờ này mình với núp cái lùm lên nha mọi người. Đợi thằng Hayata nó sướng đó mình sẽ bán anti nha. Đây. Ôi kìa, bán hụt anti luôn anh em ơi. Lùm được một kill nhưng mà khá là tiếc luôn nha. Hụt anti mất mọi người. Buồn thật sự luôn. Ui hay quá XB ơi. Bắt biến lên lùm kill của ESO này. Một pha khá là ngon như thế mình không thể nào bỏ lỡ được mọi người. Giờ này á, ơi ngồi không mà mic có tên bọn con xuống kìa. Xuống cực kỳ là nhanh nha. Nhưng mà thằng Florentino này từ nãy giờ nó ở trên đường này nó không chịu về luôn mọi người. Lùm lùm lùm. Double kill cho mình nha. Nhưng mà tiếp tục là mặn bị lát mọi người. Pha vừa rồi thì đứng đơ trong trụ luôn ấy. May quá là trụ nó không có bén mình nha. Bén mình đồng phát và lên mở con số đúng không anh? Bén con thằng làng ngũ sát này nha mọi người. Giờ này thì cứ form lính thôi. Trụ thì cứ để cho lính đập nha mọi người. Không cần phải vội vàng đâu. Vì máy mình mới có lên được cái thanh kiếm thôi. Chưa lên hết được cái build đồ này để phát huy được sức mạnh ấy. Bén luôn con xe này nha mọi người. Rồi tôi sau khi mà tem bận đi di chuyển hết xuống đường dưới rồi thì mình cũng di chuyển xuống nha. Để mình hỗ trợ tem mình, cho tem mình lên vào số 2 ông rồi đấy. Thấy mát rồi này, phá mát đi XP ơi. Nhà này mình lấy luôn cái trụ mic rồi mọi người, ok. Ây, trụ bắn rồi. Không được rồi, ISO nó dùng bánh tay mất mọi người. Không là vào đó tầm này thì mình bán một phát, hai phát là ISO lên mở đông số thôi. Với cái lượng nam như bây giờ thì mình là quá bá rồi anh em ơi. Lên được thanh kiếm mới xong lâu là cực kỳ là mạnh rồi đấy. Nhưng mà mình nhớ không lầm là vị tướng Teonat này bị Grand thiết lợi rất là nhiều lần luôn anh em ơi. Lúc đầu ra nó rất là mạnh luôn ấy. Với cái chu mục ấy, mạnh cực kỳ luôn, thiết lần. Giờ này nó là giảm sức mạnh nữa một lần nữa mọi người. Ui eo ơi. ISO anti hụt một người. Ui bật anti này mày quá, pha này cứu được. Cứu được không? Ok, con lành cứu được mít cái tên mình nha. Quay trở lại trại đam ngồi không và ngồi không đã lan bảo lên số luôn. Đấy luôn có trụ mic thứ hai nha mọi người. Nhưng mà cảm giác là mạng nó vẫn bị giật giật anh em ơi, anh em thấy không? Đấy, mình không có nói điêu nha. Mạng nó hơi bị đấn đấn một phát. Ôi eo ơi, lụm này. Hay quá XP ơi. Trận này được có là có XP nó hỗ trợ mình đam rất là nhiều luôn mọi người. Đánh như thế là khá là ok rồi nha. Đây, lùm này. Chặt nó đi. Florentino giờ này yếu rồi. Anh em cứ đấm nó nha. Đấm nó, ok, ngon lành rồi. Định xuống cái ác mạng của Florentino. Nhưng mà thôi, Flo này nó yếu rồi. Được cái là, ôi người bán. Rồi, pha này nếu không được là tóc biến lắm nha mọi người. Lùm một kill có ngộ không này. Tề thiên đệ thánh này có skin khá là VIP luôn. Nhưng mà đối với mình thì cũng không là vấn đề gì thì mọi người. Chiến đó mình cố gắng mình tranh thủ mình form nhiều nha mọi người. Nên giờ này mình sẽ không có dưới đi di chuyển theo team đó. Mình chia nhau ra mình form nha anh em ơi, kéo dài thời gian để mình lên full đồ. Lùm mấy con nhỏ nhỏ này mọi người, nó ăn luôn nha. Đấy. Kiều Văn mình đâu cũng ở bên kia rồi, thôi. Giờ này thì lính có chưa có lên nhân cô đấy. Nên thôi mình di chuyển qua mình Ascend Seiya này luôn nha mọi người. Làm Seiya này. Nhưng mà team mình hiện tại đang khá là mạnh rồi anh em ơi. Mình là 7-1 rồi nha. Đầu game thì bị lag một chút. Đang mới lên vào đơn số thôi. Chứ còn nếu mà không lag á thì chắc chắn là pha đó mình không có lên bỏ mạng rồi mọi người. Team bận có ý định là sẽ ăn con Seiya này nha mọi người. Nên giờ này mình tranh thủ mình để dành là chu mục nha. Team bận vừa lâu vào là bật chu mục lên bén liền nha. Ôi Florentino này lùm như đây Florentino. Ui cái lượng máu mình hồi rất là nhiều luôn anh em ơi. Ăn luôn Seiya rồi ngon lành rồi. Một kill này, hai kill này, ba kill. Lụm luôn một kill của hai gia ta nữa mọi người ơi. Xin nha, bóng mạng luôn. Quá là kill. Giờ này thì Galaxy tâm bằng về khá là nhanh rồi. Không mình kiếm một bằng đó là mega kill luôn anh em ơi.
Ui, giờ này mình khá là mạnh rồi mọi người. Thôi thả lính, thả con xe gian này lên đường chân nha. Để có gì nó đại lính bằng kiếm hay gọi đi. Nhưng mà Calixi có tên mận nó lui về xóa là sau rồi. Mình không thể nào mình ăn được cái mận tiếp theo mọi người. Ok, này trả lời tin nhắn cho bạn về đổi que nha. Được, quá đã kêu là cũng khá là mừng rồi mọi người. Từ từ thôi, hồi máu này chưa lên được cái chì máu nữa, nhưng mà lượng máu mình hồi khá là nhiều luôn anh em. Tranh thủ mình lên full cây cung tầm ma luôn nha, rồi mình lên thêm cái nanh nữa là chắc chắn thêm bận, bây giờ là chắc phải không, mình sẽ hủy diệt rồi. Ôi follow làm gì kia mà chủ bán kìa. Giờ này tên mình đang dùng tên bận vào thế đường cùng rồi, chắc chắn là tên bận sẽ không thể nào mà đỡ nổi cái bắn game này đâu mọi người, chắc chắn là sẽ win sớm rồi anh em ơi. Không thể nào review hết được full cái bộ trang bị này nha. Lụm này hồ không chạy khá là nhanh luôn. Lấy luôn cái trụ siêu cấp thứ ba của tem bận rồi nha. Giờ này bắt buộc là phải ép tem bận ra này. Anh ngộ này. Lụm một kill của anh ngộ đó nha. Giờ này mình sẽ ban trụ ôi nhưng mà win mất rồi anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Bye bye anh em.